hỏi trước anh. Chào chứ. Chào chứ. Rồi vào luôn. Vào luôn đi. Mày nhỏ tuổi nhất, chấp mày hỏi trước. Số áo đầu tiên tại Hoàng Anh Gia Lai của Văn Thanh là số mấy? Tại câu lạc bộ V-League hay là tại học viện? Tại Hoàng Anh Gia Lai. Đa học viện. Đa học viện á. Thì tao số 15 này. Văn Anh số 17 này. Tao mà. Mày số 17. Sơn số 18. Chắc như vậy. Chắc. Đơn giản là chắc. Trận ra mắt đầu tiên tại đội tuyển quốc gia là gặp đối thủ nào? Ra mắt đầu tiên. Đối. Ra mắt đầu tiên mà đá chính hay là ra mắt cấp độ con đá mắt là đương nhiên là đá chính. Đá chính à? Trận Đài Loan biết mình nó là đá chính không nhỉ? Đài Loan. Đài Loan. Chắc Đài Loan. Chả đúng rồi. Đài Loan, mày đá cái trái gì nữa. Rồi. Dễ trời. Thần tượng ca sĩ Sơn Tùng MTV đúng hay sai? Wow. Để cái này nó không biết nó đúng hay không. Bây giờ em phải trả lời đúng hay là nó trả lời sai. Mà em trả lời sai nó trả lời là đúng. Cho trả lời đúng hay sai? Sai. Mình đây là đúng rồi. Thì ăn nhất gì tại Gia Lai? Hay nó rất là trứng chiên luôn. Tại Gia Lai ấy. Tại Gia Lai. Đấy bây giờ tại Gia Lai nó bây giờ nói một món nó thích món khác thì làm sao mà biết được. À, món gì? Cho suy nghĩ. Mày thích ăn cơm nhất. Mày không trả lời đúng đi. Mày ăn cơm. Bây giờ không đúng đi. Ăn cơm. Bây giờ nói ăn trứng mày để bảo nó ăn thịt. Nó ăn thịt mày để bảo ăn cá. Thật sự thành thật. Thành thật nó là sở thích của nó là thích ăn trứng. Chắc chắn luôn là thích ăn trứng chiên. Tại Gia Lai cơ mà. Tại Gia Lai, nó thích ăn trứng chiên mà không biết. Gia Lai có món gì ngon. Tức là món gì tại Gia Lai ấy. Thế món gì tại Gia Lai mà. Món gì mà thích ăn nhất. Chưa gà. Gà. Gà gì? Gà gì nữa. Sao thật là khỏi khôn đấy. Ăn gà không. Nó biết ăn gà có gà gì nữa. Ăn gà không là không đúng. Diễn biệt. Sai câu này sai. Diễn biệt ăn gà có gà gì nữa. Câu này không xinh. Dạ thật chơi thế anh chơi được. Không thích ăn món gì nhất tại Hàm Rồng. Uầy, sao nào? Dưới Hàm Rồng là dưới đội đấy. Biết rồi. Hàm Rồng bao nhiêu món, nó không thích ăn thì biết chỗ nào trời. Câu mày dễ nhưng mà... Món giỏi. Mày... Món tớ là mày làm đấy. Cho gợi ý đấy gì nữa. Là mày làm món... Mắm. Mắm. Tép. Món gì mà bỏ qua? Bỏ qua. Cái này không biết. Qua wow, không biết đúng không? Gọi là món gì? Cà gì á? Mày không biết. tao biết món đấy nhưng mà không biết gọi tên. Đấy, nó chơi thế, chơi lại. Ok, số áo đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bố mày biết luôn. Chỗ này khó thật. Thách đoán được. Số đoán được tao, đoán được tao thua luôn. 11. Hả? 11. Sai pet. Xong rồi. 32. 32. Thế đúng mấy câu. Câu nó thì dễ nhưng mà nó là chơi kiểu vậy. 1. Thế nào? 1, 2. 2 câu. Bây giờ mà nói bảo bây giờ nó gà nó bắt gà gì ai biết được. Gà chiên, gà luộc, nó bảo khác. À, đấy là tao. Câu phải dễ này. Bàn thắng đầu tiên. Cấp độ V-League. Đội nào? Đầu tiên á. Uầy, 2015. Của ai? 5 đội nào ta? 2015 đội nào xuống hạng nhỉ? Hà Nội. Hải Phòng. 2015. Thanh Hóa. 2015. 2015 đội nào ta? Nghệ An. Tháp đúng không? Đồng Tháp. Đúng rồi. 2015 là Đồng Nai. Cần Thơ. Đây là đây. Đội nào nhỉ? Cần Thơ. Đồng Tháp hay Đồng Nai ta? 2015 bản đầu tiên. Đồng Nai. Chuẩn. Chuẩn đánh đầu này. Sợ con gì nhất? Hả? Sợ con gì nhất ấy? Ừ. Con gì chơi? Con người á. Đúng. Mày điên à? Sao mày người? Con gì? Chuột. Tao đã bảo trả lời mấy lâu rồi. Con gì? Chuột. Mấy con chuột. Bỏ chú ý thời gian. Chuột sợ xem trời. Thông tin của đội đi. Sợ lắm. Nhìn thấy nó nổi da gà đấy.
Màu yêu thích. Khả năng nó biết màu yêu thích. Màu yêu thích. Nhiều màu lắm. Biệt, tao chỉ nói thích, thích nhất màu gì? Thích nhất màu gì? Ừ, biệt thích nhất màu gì đi. Màu thích nhất màu gì, nói màu này mày lại trở thành màu khác được không? Tao có nói trên mạng là có thích màu gì nhất rồi. Tao fair play không phải mày, giỡn chơi mày. Nói chương trình nào ấy trời. Giờ chương trình nhé. Trắng hay màu đỏ ta? Mày nói trắng hay đỏ? Để mày nói đi tiếp đi, tao lại về gợi ý nữa. Đổi màu đỏ đi. Đúng đỏ đúng rồi, lấy màu đỏ. Đấy cậu. Mùa giải nào ghi nhiều bàn thắng nhất tại Mỹ? Sợ. Nhiều nhất á? Ừ. Đây này mấy trăm? 26. Chuẩn luôn. 26. Thật ra thì 2 năm bàn thắng, 2 mùa bàn thắng ghi bàn giống nhau. Chuẩn, nhưng mà cứ coi như chấp nhận được câu đấy. Chấp nhận được quá, chứ đúng rồi. Thì tại vì có 2 mùa ghi bàn thắng bằng nhau thì... Đấy đấy. Thì ăn bún cua Gia Lai đúng hay sai? Cái gì? Thì ăn bún cua Gia Lai đúng hay sai? Đúng rồi. Thế câu mình là đoàn dễ thế mà. Câu nó là chiếc kiểu gì? Bàn thắng gần nhất trong màu áo cấp đội tuyển quốc gia. Bàn thắng ghi gần nhất trên đội tuyển quốc gia cấp đội tuyển quốc gia trong áo. À trận trận Syria. Cấp đội tuyển quốc gia thì tính cấp ghi không nhỉ? Không. Không. Ừ. Tính cấp AFF cấp. Không, cái chân thương gì hết nè. Ai cũng có. Ai cũng có. Không ghi bàn. Ai cũng có. Đúng rồi, trận Syria. Mimima. Syria đúng không? Ghi bàn không gì? Syria. Đúng rồi. Đấy, câu hỏi mình dễ thật đấy. Thế rồi. Thế rồi. Thế là 1, 2, 4, 5 câu. 3 này, 4 này, 5 này, 6 câu. 8 câu mà lấy 6 câu rồi mà cho cái đó toàn những câu mà. Hình phạt sẽ là cosplay trung tử đơn hay là rất nhiều các diễn viên khác, đó là đá nắp chai. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thực hiện hình phạt này. Cái hôm nay rất là khó, phải cần những người có tâm hậu phải đá được quả như này. Hôm nay mình đã gần chục lần mới đá thành công mà trong cái đó có vài lần Văn Thanh đỡ gãy tay. Hy vọng là lần tới mình sẽ thắng. Đây là lần thứ 10 của Văn Toàn đấy. Cảm ơn các bạn đã xem game show ngày hôm nay của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Gia Lai và mình với Văn Thanh, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong một kiếm sâu khác và lúc đấy sẽ vui hơn ngày hôm nay. Xin chào. Bye bye. 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 Đây là mà lỏng hết rồi đấy.
đẹp quá. Slow motion nữa.